Wow, đẹp quá quý vị ơi. Rất là nhiều màu luôn nha quý vị. Rất là nhiều ghe luôn á, mấy chục ghe luôn á. Quá trời hoành tráng luôn. Quý vị, bà con thì vô trước rồi, có ghế ngồi rồi, tại nên cuộc sống đi hơi trễ nên chưa có ghế ngồi, đang đi tìm ghế. Rất là đông khách mời luôn nha quý vị. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống có đi xuống xem đua ghe nên sẽ quay lại video cho quý vị xem chơi cho vui. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi ở đây là nhà máy Pháp đó quý vị. Đây là nhà máy của Pháp ngày xưa luôn á, thời Pháp tới bây giờ vẫn còn nha quý vị. Thì bà con vô đây gửi xe rất là đông. Mỗi một chiếc xe gửi là 10.000. Thì rất là nhiều chỗ gửi xe nha quý vị. Đông lắm quý vị ơi. Để Cảm nhận cuộc sống sẽ quay một vòng cho quý vị xem khung cảnh của nhà máy thời Pháp vẫn còn tới bây giờ. Quý vị nào mà ở Sóc Trăng lâu năm rồi sẽ biết về nhà máy Pháp. Đây toàn cảnh nhà máy Pháp và bà con vào đây gửi xe rất là đông. Nhà máy này là thời Pháp tới bây giờ luôn đó quý vị. Đây Cảm nhận cuộc sống đang đi ở đây là đường Lý Thường Kiệt nha quý vị. Cảm nhận cuộc sống sẽ đi vào khán đài A1. Khán đài A đó thì nằm ở bên đường Cao Thắng, còn khán đài A1 đó thì nằm ở bên đường Lý Thường Kiệt. Thì đây bà con đi xem đua ghe ngo rất là đông, rất là nhiều chỗ gửi xe nha quý vị. Ở trong khu dân cư 5A cũng có chỗ gửi xe nữa. Cảm nhận cuộc sống gửi ngay nhà máy Pháp để cho nó gần cái khán đài đó. Quá là đông đúc luôn, nhộn nhịp tưng bừng ngày lễ hội ốc con bóc đua ghe ngo. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc lễ hội nha quý vị, khai mạc đua ghe ngo thi đấu vòng loại. Thank you.
dưới á, ở dưới nó còn gì. À, quý vị thấy đông vui không? Nhưng mà bây giờ thì chưa có đua đâu. Một chút xíu nữa 12 giờ sẽ làm lễ khai mạc. Ngày mai sẽ đua một ngày nữa là kết thúc lễ hội đua ga ngò Hóc Văn Bốc, rồi năm sau mới là tiếp tục. Rất là hào hứng luôn nha quý vị. Đông quá trời đông. Sẽ làm cho ly lê trình cà phê sữa đá thơm ngon như ly cà phê sữa đá uống tại quán và mang đến những năng lượng mạnh sẽ lan tỏa và gắn kết bạn với các mối quan hệ, giúp bạn đạt mục tiêu và thành công trong cuộc sống. À, đây này quý vị, đây là khán đài A1 ở bên đường Lý Thường Kiệt. Cảm nhận cuộc sống sẽ đi vào đây vì có vé. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Rất là nhiều màu luôn nha quý vị. Rất là nhiều ghe luôn á, mấy chục ghe luôn á. Quá trời hoành tráng luôn. Quý vị, bà con thì vô trước rồi, có ghế ngồi rồi. Tại vì cuộc sống đi hơi trễ nên chưa có ghế ngồi, đang đi tìm ghế. Rất là đông khách mời luôn nha quý vị.
du lịch đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022 thu hút sự tham gia của 54 đội với hơn 6.000 vận động viên đến từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và chủ nhà Sóc Trăng. Lễ hội bắt đầu chính thức khai mạc rồi đó quý vị ơi, bắt đầu rồi đó.
Cảm Nhận Cuộc Sống đã quay cho quý vị xem cảnh khai mạc lễ hội Ốc Con Bóc Đuôi Gà Ngò 2022 tại Sóc Trăng. Thì bây giờ là giờ giải lao đó quý vị, tại đua vòng loại hết một đợt rồi, còn đợt sau nữa chắc đua tới 4 giờ chiều, lâu lắm, nên Cảnh Nhận Cuộc Sống sẽ đi ra về để quay khung cảnh ở ngoài cho quý vị xem chơi cho vui. Khó ra quá trời luôn, bà con ngồi ở khán đài A1 đông nghẹt luôn. Quý vị nào mà có đi vô khán đài rồi đó, mà có đi ra ngoài đó, để mà thí dụ như mua cái gì ăn hoặc là uống gì đó, thì nhớ lấy cái vé của đại biểu lại để chút xíu mình đi vào được. Còn không thôi là mình đi ra ngoài mà mình không lấy vé lại đó, là một chút xíu khỏi vào luôn đó. Cảnh Nhận Cuộc Sống thì đi ra về luôn, nên không có lấy vé. Đây nè quý vị, ở đây thì có bà con nè, họ leo lên cây ngồi luôn nè, ngồi trên thùng rồi ngồi lên cây về chào mình kìa. Lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh mà coi đua ghe mà leo lên cây ngồi á.
nãy mình xuất phát từ trong nhà máy Pháp đi ra, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà máy Pháp để lấy xe. Đông quá trời đông rồi. Rồi kẹt cứng luôn nè quý vị. Không biết làm sao vô lấy xe nữa, quá trời đông. Ở trong đây gửi chắc mấy ngàn chiếc xe quý vị. Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi tham quan ngày khai mạc lễ hội đua ga ngò ốc con bóc năm 2022. Thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Giờ đông quá rồi, Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ tắt máy để mà đi lấy xe, không phải đi tìm xe nữa. Bye bye.